thứ tư của tuần bằng một video vẽ tranh theo phong cách cổ trang nha. Xin chào cả nhà, lại là mình Sò đây. Và hôm nay thì theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ dành thời gian để mà quay các cái cảnh sketch cũng như là một ít cái cảnh scan cho các bạn xem nha. Thật ra thì mình không thích quay các cái cảnh phác thảo cho lắm, bởi vì không phải là mình quay một lần thì nó sẽ được đâu. Mình thường hay bị bí tưởng giữa chừng khi mà sketch, vì vậy cho nên là mình rất là hay bỏ tranh giữa chừng luôn. Và ngoài commission ra thì mình rất là ít khi nào fan art nhân vật khác. Chủ yếu là mình sẽ tự nghĩ ra nhân vật và design dựa trên những cái rep tham khảo. Cho nên là đa số các cái tranh không có quá là nhiều chi tiết đặc biệt để nó có thể gọi là một character. Và nhân vật hôm nay thì mà mình vẽ thì cũng như vậy. Một trong những cái họa sĩ vẽ tranh theo phong cách cổ trang mà mình rất là yêu thích chính là Yixi Ngũ Nguyệt. Artist này thì chuyên vẽ các cái tranh theo hướng cổ trang, minh họa tiểu thuyết cũng như là các nhân vật game, và đặc biệt là các cái nhân vật của tựa game Kiếm Tam. Nét vẽ của Yixi thì thật sự là làm cho người khác cảm giác như là một cái tranh màu nước thật sự, và cách tả chất liệu cũng rất là hợp với tranh cổ trang luôn. Và mặc dù đến sau này thì mình mới biết là artist này vẽ digi, nhưng mà thật sự là cái bộ cọ, cái bộ brush của Yixi dùng thì thật sự là tạo cho người khác cái cảm giác là một cảm giác rất là màu nước, rất là tradi luôn. Tranh hôm nay thì mình muốn vẽ theo phong cách của Yixi một chút. Đây không phải là thế mạnh của mình, vậy cho nên là hôm nay mình chỉ thử thôi và đổi gió nhẹ nhàng thôi ha. Cho nên hôm nay thì chúng mình sẽ nói một chút về phong cách vẽ tranh cổ trang nha. Có thể là nhiều bạn sẽ thấy phong cách này hoàn toàn khác, từ cái cách tả tóc, ngũ quan đến trang phục. Để tranh có cái lớp màu trong thì mình đã pha màu khá là loãng với nước, và hôm nay thì mình đang sử dụng ở đây là màu nước Sonet hợp thiết. Mặc dù thì mình không có sử dụng các cái bảng màu chuyên về thủy mặc cổ trang, nhưng mà việc pha những cái màu phong cách cổ trang này thì cũng không quá là khó, khi mà chủ yếu là các cái màu sẽ pha thiên về nâu và xanh. Và phần khó nhất mà mình nghĩ ở tranh cổ trang thì chính là cái cách tả chất liệu cho trang phục. Mình vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm với cái phần tả hôm nay. Vì sao? Mình cảm thấy khó là bởi vì trang phục cổ trang thường có chất liệu mỏng trong suốt, và nhất là ở các cái trang phục của nữ, thường là các loại váy dài, áo, tay áo rộng, và vì vậy cho nên là cái cách tả nếp áo nó khá là cẩn thận để có thể hiện được cái độ rũ cũng như là cái độ mềm mại. Mình thì hay pha loãng màu để mà tả nếp gấp và đắp lớp. Và các cái nếp gấp vải thì cũng dài hơn so với trang phục hiện đại. Bên cạnh đó thì thường các trang phục hiện đại hay có xu hướng là bó sát body, còn trang phục cổ của nữ thì thường rất là rộng và dài ha. Với tranh cổ trang thì vẽ tóc thường được tỉa theo mảng lớn và sau đó tỉa sợi. Mình thì đang chọn cọ dạ thân tre để mà có thể sử dụng cái phần đầu cọ nhọn để tỉa vào các cái chi tiết nhỏ cho tóc. Màu tóc thì mình cũng không sử dụng những cái màu quá là đậm. Mình đang sử dụng màu nâu đen và không có highlight nhiều. Nắm được một số đặc điểm này thì mình sẽ dễ dàng quyết định cách tô màu cũng như là cách vẽ hơn. Dạo gần đây thì mình phát hiện ra là mặt sau của giấy lay xanh thì rất là ổn luôn. Cho nên là các tranh dạo gần đây của mình thì thường thích vẽ mặt sau láng miệng của giấy. Nhưng mà cái tờ giấy hôm nay thì mình đã để nó ở bên ngoài, cho nên là có vẻ như là nó không ổn lắm. Phần góc dưới đã có dấu hiệu hơi móc một xíu. Và đôi khi trong quá trình sử dụng giấy thì chúng mình cũng nên lưu ý một chút nha. Giấy thì mình không nên để ở bên ngoài, như mình nên được bọc trong bì hoặc là để nguyên ở trong tệp. Như vậy thì sẽ hạn chế ẩm mốc hơn. Và có một lần đó, như mình đã kể thì mình có để một tờ giấy ở bên ngoài và mình có vẽ một tranh, sau đó thì để nó ở bên ngoài
qua một buổi tối, và hôm đó thì trời mưa. Sáng hôm sau khi mình tiếp tục tô thì thấy là giấy đã có dấu hiệu bị mốc khá là rõ. Cho nên là với giấy thì các bạn cũng nên giữ kỹ nha. Và đối với cái thời tiết đặc thù của một số vùng miền có độ ẩm cao á, thì ngoài bỏ trong bì và tạp thì các bạn cũng nên kẹp thêm một số túi hút ẩm để bảo quản giấy được lâu dài ha. Gần đây thì mình vừa có thêm một cái thú vui mới, đó là xem hài độc thoại, cũng như là mình cũng quay lại với việc đọc tiểu thuyết. Trước đó thì mình từng bỏ đọc tiểu thuyết trong gần 1 năm và mình bắt đầu đọc từ hồi năm lớp 8 cho đến bây giờ cũng khá là lâu. Tuy nhiên là mình không có hứng thú với lại truyện tiểu thuyết đam mỹ hay là bách hợp văn. Mình thì mình thích ngôn tình nó đơn giản hơn. Nhưng mà mình thì không vì vậy mà không đọc qua các thể loại như là yaoi hay là yuri. Và nếu như mà các bạn thắc mắc tại sao thì đây là những cái thể loại khác nhau, cho nên là mình không thể nào gom chung vào một cái thể loại để mà nói được. Và đôi khi mình vẽ các cái tranh nam x nam thì các bạn có rất là nhiều bạn hỏi mình là mình có phải là phụ nữ không, và mình nghĩ là không, bởi vì bản thân mình thì không có quan tâm nhiều đến đam mỹ như vậy. Và với mình thì đọc cũng chỉ để giải trí thôi, và cũng không xếp ai với ai cả, không xếp nhân vật này với nhân vật kia. Dạo trước thì mình cũng có đọc manhwa Hàn Quốc, và nói thật là thú vui của mình thì ngoại trừ việc vẽ thì mình còn có thể xem stream nè, nghe hài, nghe đọc truyện ma, hoặc là xem truyện tranh, truyện thuyết. Còn game hay là xem phim thì mình không thường xem với thường chơi lắm. Gần đây thì mình lúng hơi sâu bộ truyện rồi, cho nên là không có ra video thường xuyên. Nhưng mà mình nghĩ là mình đang cố gắng trở lại với cái lịch làm việc đều để mà có thể ra nhiều video hay hơn cho các bạn, và hy vọng là sẽ được các bạn ủng hộ nha. Và video hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn lại các bạn ở những cái video vào chủ nhật tuần này nha. Mình thấy là có bạn nhắc đến Hòa Phẩm Tháng đó, thì mình sẽ xem là chủ nhật tuần này có thể quay Hòa Phẩm Tháng cho các bạn không, vì là mấy tháng rồi không quay, cho nên là cũng có rất là nhiều thứ mới mà mình chưa có giới thiệu với các bạn. Ok, nhớ like, sub cho kênh của mình nha, để mình có thể ra nhiều video hơn. Và bye bye mọi người, hẹn lại mọi người ở những video tiếp theo của mình. Bye bye.